mọi người nha. Hôm nay là Nhiên có rảnh buổi trưa xíu đi bãi xem mấy cái hàng bãi hôm nay nó về cái gì nha. Để Nhiên quay cho mấy anh chị xem. Nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ nha mấy anh chị. Đây là những cái máy uống, máy hàng lớn. Đây là máy uống lớn đây. Đây là những cục dây điện nè. Bánh xe. Đây là những con máy hàng mới chưa sử dụng, hàng Nhật, nhưng mà nó quấn bằng dây nhôm nha. Hàng cơ. Máy và bánh xe ha. Đây, hàng bãi về nè mấy anh chị thấy không? À, 220-240V. Tự nhiên quay sơ lược một vòng cho mấy anh chị xem nha. Rất là nhiều. Anh chị có nhu cầu về những bánh xe này liên hệ Nhiên chỉ cho nha. Đây là những con máy lớn. Đây con máy mài. Máy người ta cũng khá là đẹp ha. Cái này là hàng Zin 220. Máy cắt nhôm cắt lớn. Cắt sắt. Rất là nhiều loại. Bữa nay là ngày thứ 6 nên là người ta chưa có xả kho. Kia là những cái máy khoan bàn. Bàn lớn nè. Hàng bãi của Nhật. Đây là khoan từ. Đây là những cái máy khoan từ ha. Trong kia là những cái dây điện. Dây điện nó về. Thì giờ đó, Nhiên cũng lấy về một ít dây điện. Các anh chị có nhu cầu thì cứ alo ha. Đây mấy con khoan bàn lớn. Con này 1m2, 1m4. Đây là những con máy hàng lớn ha. Đây các anh chị thấy máy người ta về người ta chất đóng như thế này. Nhưng mà hàng bãi bây giờ nó mua cũng mắc lắm nha mấy anh chị. Đôi khi phải giành giật nhau mà khi mà người ta xả kho đó. Phải giành giật với nhau để mua đó. Đó còn đây là những cái cuộn dây điện nè. Dây này thì 29m. Một cuộn nó là 29m. Để Nhiên coi có cuộn nào Nhiên lấy ra Nhiên coi cho mấy anh chị xem cái thông số của nó. Đó, đây nè, nó như thế này đây. Trong này nó có CB ha. CB lớn. Chùi của nó là những cái chùi dẹp. À, chùi 3 chỗ cũng có. Có 3 chùi như thế này. Đó, một cuộn của nó là 29m. Đây mắc in ra bằng 29m nè mấy anh chị thấy không? 29m mắc in ra bằng. Mấy cái hàng này nó cũng rất là hot ha. Nhiều mấy anh chị thích cái máy này. Do dây của nó là cực kỳ tốt luôn. Cái dây của nó cực kỳ là chắc chắn. Dây như thế này lỗi rất là lớn. Ta về. Này là hôm nay là người ta chưa có khui. Đó máy đục. Chị thấy những con máy độc Nhật.
để quay cho mấy anh chị xem cái dòng điện của hàng bãi nó về. Đây nè, 220 tới 240 V, mất in ra băng đó, mất in ra băng các anh chị thấy không, máy rất là đẹp. Mấy con này cũng rất là mắc. Về những cái con máy đột lỗ, hôm nay là nó về một cái lô thi lực, cái thi lực này của Hàn Quốc. V 220. Khi người ta về những cái motor, những cái lớn, rất là lớn luôn, những cái máy quá lớn rồi. Bon. Về những con máy như thế này nó bể đầu nè, anh chị thấy không, bán rất là mắc nha, hàng của Đức, hàng Gin đấy. Những cái bao như thế này khi người ta khui kiện người ta bán. Hàng thì bạc ngàn, bỏ toàn đóng ve chai không, nhưng mà tới khi mua đụng vô toàn biết bao nhiêu tiền, quá trời luôn, anh chị thấy không. Ngày thứ ngày chủ nhật đó, nó mới vui. Ngày chủ nhật thì người ta tới, người ta lựa rất là nhiều, sổ công ra. Xem thử những cái hàng bót này xem nó như thế nào nữa. Đây mấy anh chị thấy không, hàng bãi về nhưng mà nó là 230 V. Có một tấc hai. Dứt tùm lum lội hết. Hàng này khá là đẹp. Này mấy con này là hàng Nhật nè. Rất nhiều loại. Đây là những con máy hàng lớn. 500 ampere. Máy này máy xay cơ nha. Mà xài cho công trình lớn thôi, công nghiệp rồi. Bể gãy. Bãi về có máy mài đông chen. Đây là những cái dây điện nè, hàng xịn nè. Đó. Hàng này nó về dây điện như thế này.
tới 16 ampe lận. Trời ơi, lớn dữ vậy. Sáu ampe dữ vậy ta. Ừ, chị thấy nó về như thế này đây. Nhiên mua dễ thôi, về một lô. Mấy anh chị cần thì xài những cái dây như thế này. Cái ruột nó rất là lớn ha. 2 mét nhưng mà cái ruột nó cực kỳ là lớn luôn. Máy mở bù lon. Đây là những con máy phun sơn. Phun sơn nước. Những con máy tời cẩu siêu lớn. Những con này mua thì nó cẩu kinh khủng, sức cẩu kinh khủng, quá lớn. Lớn quá. Cái này thì không làm tới rồi. Quá lớn rồi. Rồi những con đục vừa mới cắt. Rồi thì nhưng cũng quay sơ lược cho mấy anh chị xem một cái kho, cái bãi người ta về hàng người ta bán như thế nào đó ha. Thì mấy anh chị có thấy thích cái này thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ ha. Còn muốn mua máy gì thì cứ liên hệ với máy xây dựng Hồng Nhiên, số điện thoại bên dưới ha. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị nhé.